Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Ông Zelenska, Ukraine có thể đánh bại Nga cuối năm nay. Tờ thống Zelenska cho rằng Ukraine có thể đánh bại Nga vào cuối năm nay với các gói hỗ trợ quân sự của phương Tây. Với việc quân đội Ukraine tiến hơn 16 km trong tuần qua xung quanh thành phố Bakhmut, tâm điểm giao tranh hiện nay, Tổng thống Ukraine Zelenska nhận định chiến thắng hoàn toàn có thể đến. Chúng tôi có thể khiến thất bại của Nga trong năm nay là không thể đảo ngược, ông Zelenska nói sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin ngày 14 tháng 5. Nhân chuyến thăm đầu tiên của ông Zelenska tới Đức từ khi chiến sự bùng phát, Berlin công bố gói viện trợ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay trị giá 2,9 tỷ USD, trong đó có xe tăng chiến đấu Leopard, xe chiến đấu bộ binh bọc thép và 4 hệ thống phòng không mới. Khi được hỏi liệu Kiev hiện có đủ vũ khí để tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu hay không, ông Zelenska đùa rằng sẽ cần thêm một chiến công dung nước ngoài nữa mới đủ. Ông Zelenska cam kết vũ khí phương Tây sẽ không được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi không có thời gian và sức lực cho việc đó. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng lãnh thổ bị chiếm đóng bất hợp pháp, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. Ông cũng hối thúc các đối tác châu Âu cung cấp cho Kiev chiến đấu cơ tiên tiến. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho đến nay đã loại trừ khả năng cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, trong khi Hà Lan đang xem xét yêu cầu của Kiev. Các nguồn tin Ukraine tin rằng các nước châu Âu cuối cùng sẽ đồng ý cung cấp tiêm kích. Hiện chưa rõ khi nào chiến dịch phản công của Ukraine sẽ bắt đầu. Yevgeny Ryuzin, lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Nga Wagner cho rằng Ukraine đã bắt đầu phản công ở Bakhmut. Nhóm Zelenska tuần trước nói cần thêm thời gian chuẩn bị để tránh thương vong lớn và Ukraine vẫn chưa nhận được một số vũ khí hạng nặng mà phương Tây đã cam kết. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức ngày 14 tháng 5, cố vấn công Zelenska Mikhailo Podolyak cho biết Ukraine hiện đang nắm được thế chủ động và những thắng lợi gần đây ở Bakhmut là khúc vào đầu cho cuộc phản công. Chúng ta sẽ thấy những sự kiện thảm khốc xảy ra với quân đội Nga. Họ sẽ buộc phải nhanh chóng rời khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, Podolyak nói. Tin tiếp theo, Ukraine tuyên bố giành lại 10 vị trí từ Nga ở Bakhmut. Ukraine thông báo đã giành lại hơn 10 vị trí do lực lượng Nga kiểm soát ở vùng ngoại ô phía Bắc và Nam Bakhmut. Binh sĩ của Nga thuộc nhiều đơn vị khác nhau bị bắt. Bất cứ ai nắm được tình hình thực tế và đang ở Bakhmut đều hiểu mức độ nghiêm trọng của những điều đang xảy ra, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Gana Malia thông báo hôm 14 tháng 5. Bà Malia cho biết các đơn vị của Ukraine đã giành lại hơn 10 vị trí vốn do quân đội Nga kiểm soát ở khu vực ngoại ô phía Bắc và phía Nam Bakhmut, thêm rằng giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Nga đang tập trung tất cả lực lượng của họ tại đây và cố gắng tiến công, phá hủy mọi thứ trên đường di chuyển, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nói thêm. Bà Malia hôm 12 tháng 5 tuyên bố quân đội Ukraine đã tiến thêm 2 km gần Bakhmut. Quân đội Ukraine trước đó thông báo thực hiện thành công các cuộc phản công và khiến lực lượng Nga phải rút khỏi một số khu vực quanh Bakhmut. Lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Wagner, Yevgeny Ryuzin cũng xác nhận phía Ukraine đã phản công nhằm vào lực lượng chính quyền Nga ở sườn Bakhmut, dẫn đến tình hình tồi tệ ở hai cánh, khiến Wagner mất khu vực vừa chiếm được. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận lực lượng Ukraine đã chọc thủng các điểm phòng ngự của Nga dọc chiến tuyến, khẳng định tình hình ở Bakhmut trong tầm kiểm soát. Lực lượng tình báo Anh trong khi đó cho rằng Ukraine phản kích thành công ở Bakhmut do Nga thiếu nghiêm trọng các đơn vị chiến đấu đáng tin cậy và phải lui quân. Tiếp theo, tình báo Mỹ nói Trùm Wagner từng bí mật liên hệ với Ukraine. Tài liệu mật bị rò rỉ của tình báo Mỹ cho hay Trùm Wagner từng bí mật liên hệ với Ukraine để trao đổi khả năng tiết lộ vị trí quân Nga. Tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ gần đây cho biết Yevgeny Ryuzin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, hồi tháng 1 từng đề nghị các chỉ huy Ukraine rút binh sĩ khỏi Bakhmut. Đổi lại, Ryuzin sẽ cung cấp thông tin về vị trí quân đội Nga để Ukraine tập kích. Ông Ryuzin đã chuyển đề xuất này đến các đầu mối liên lạc trong Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine, những người mà Trùm Wagner đã bí mật duy trì liên lạc
từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Theo tài liệu tình báo của Lầu Năm Góc được Washington Post công bố ngày 14 tháng 5, hai quan chức Ukraine cùng ngày xác nhận ông Rigozhin đã nhiều lần liên lạc với tình báo quân đội Ukraine. Một người khẳng định Rigozhin hơn một lần đưa ra đề xuất về Bakhmut, song Ukraine từ chối vì không tin lãnh đạo Wagner. Một quan chức Mỹ cũng cho biết giới chức nước này nghi ngờ về đề xuất của Rigozhin do lo ngại đây là chiêu nghi binh. Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky không xác nhận mối liên hệ giữa Ukraine và lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga. Đây là vấn đề của tình báo quân đội, ông Zelensky nói, đồng thời phản đối việc công bố thông tin mật và nhận định điều này mang lại lợi ích cho Nga. Một số tài liệu của Mỹ bị rò rỉ khác cho biết các quan chức Bộ Quốc phòng Nga đang thảo luận cách đối phó với những lời chỉ trích từ ông Rigozhin, cũng như những yêu cầu về đạn dược của lãnh đạo Wagner. Các tài liệu tình báo Mỹ cũng đề cập đến cuộc ganh đua quyền lực do ông Rigozhin và một số quan chức cấp cao Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Trong bối cảnh căng thẳng này, ông Rigozhin ngoài gọi điện còn gặp trực tiếp đặc vụ tình báo quân sự Ukraine tại một quốc gia châu Phi. Theo một tài liệu của Mỹ, ông Rigozhin than vãn về thiệt hại nặng nề mà các đơn vị Wagner phải hứng chịu tại Bakhmut và kêu gọi Ukraine tấn công mạnh hơn vào quân chính quy Nga. Một tài liệu khác cho biết, ông Rigozhin nói với đặc vụ tình báo Ukraine rằng quân đội Nga đang gặp khó về nguồn cung đạn dược. Ông cũng khuyên lực lượng Ukraine đẩy mạnh tập kích bán đảo Crimea trong bối cảnh tinh thần quân đội Nga sa sút. Lãnh đạo Wagner và giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên. Bản tin tiếp theo, Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm Pháp. Tổng thống Ukraine Zelensky có chuyến thăm bất ngờ tới Paris, gặp người đồng cấp Pháp Macron sau khi dừng chân ở Italy và Đức. Paris, sau mỗi chuyến thăm, khả năng phòng thủ và tấn công của Ukraine đều được tăng cường. Mối quan hệ với châu Âu ngày càng bền chặt và áp lực đối với Nga ngày càng lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14 tháng 5 viết, theo hãng thông tấn AP, Pháp đã cử máy bay tới Đức, đồng Zelensky đã đến trước đó cùng ngày trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu để đón lãnh đạo Ukraine. Tổng thống Zelensky nói ông đã gặp người bạn Emmanuel để thảo luận về những điểm quan trọng nhất trong quan hệ song phương. Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay Paris sẽ tiếp tục đánh giá những nhu cầu của Kiev sau hơn một năm xung đột và thảo luận về cách thức xây dựng một nền hòa bình lâu dài cho châu Âu. Pháp hôm nay thông báo sẽ chuyển hàng chục xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép cho quân đội Ukraine, đồng thời huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng chúng. Paris cũng sẽ tập trung hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine nhằm chống đỡ các cuộc tập kích từ Nga. Trong tuyên bố chung, Tổng thống Macron và Zelensky kêu gọi áp thêm các biện pháp trừng phạt với Nga. Ukraine và Pháp đồng ý rằng cần phải gia tăng áp lực tập thể đối với Nga thông qua nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của Nga, tuyên bố có đoạn. Trước đó, khi dừng chân tại Đức, Tổng thống Zelensky gọi Berlin là người bạn đích thực, đồng minh đáng tin cậy đối với Kiev. Nhân chuyến thăm, Đức đã công bố gói viện trợ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá hơn 2,9 tỷ USD. Đón tiếp Tổng thống Ukraine tại Rome, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cam kết sẽ duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, ủng hộ nỗ lực của Kiev nhằm gia nhập Liên minh châu EU. Thì các bạn cũng biết là tàu Titanic đã chìm từ năm 1912. Và liệu các bạn có từng khắc mắc chung với mình rằng á, cái người hành khách nhỏ nhất trên tàu lúc đó đó, cuộc sống của họ hiện tại bây giờ ra sao không mọi người? Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên ở phần tin thứ 5 trong bản tin tức nóng chọn lọc của mình hôm nay nha mọi người. Cuộc đời của hành khách nhỏ tuổi nhất sống sót qua thảm kịch Titanic. Milvinadin chỉ mới 9 tuần tuổi khi lên tàu Titanic với bố mẹ cùng anh trai năm 1912 và trải qua vụ đánh tàu kinh hoàng trong lịch sử. Milvinadin sinh ngày 2 tháng 12 năm 1912 là hành khách nhỏ tuổi nhất trên tàu Titanic năm đó. Minvina lên tàu cùng bố Bertram Brandin, mẹ Joseph và anh trai Bertrand Ver trước khi con tàu khởi hành từ Southampton, Anh vào ngày 10 tháng 4 năm 1912. Gia đình Dean đáng lẽ đã không lên Titanic, gia đình bốn người trước đó dự định vượt qua Đại Tây Dương trên con tàu khác của hãng White Star Line
sau một cuộc đình công đã khiến chuyến đi bị hủy, hãng White Star Line đổi sang vé hạng 3 trên Titanic cho gia đình Dean. Bà cùng gia đình dự kiến chuyển tới thành phố Kansas, bang Missouri của Mỹ để sống cùng bác, người sở hữu một cửa hàng ở thành phố Kansas. Bố bà sẽ cùng quản lý cửa hàng đó sau khi gia đình họ bán quán rượu ở Anh. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, Titanic đâm vào tảng băng trôi, gây ra vụ đắm tàu lịch sử. Minvina cùng mẹ và anh trai 2 tuổi nằm trong số hơn 700 người sống sót. Bố bà đã chết cùng nhiều người đàn ông khác trên tàu khi họ không được lên xuồng cứu sinh. Vụ tai nạn đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Minvina cùng mẹ và anh trai được đưa lên xuồng cứu hộ số 10 trước khi họ được chuyển sang tàu AMS Captaria và đưa tới New York. 3 tuần sau vụ chìm tàu Titanic, con tàu AMS Adriatic đã đưa một số người sống sót trở lại Anh. Minvina, mẹ và anh trai bà cũng có mặt trên chuyến đi này. Minvina trở nên nổi tiếng trên tàu Adriatic khi là người nhỏ tuổi nhất sống sót qua thảm kịch Titanic. Hành khách từ các khoang hạng sang cũng xếp hàng để được bế bé gái đặc biệt này. Họ còn chụp ảnh cùng Minvani, mẹ và anh trai bà. Một nhân viên tàu thậm chí phải yêu cầu không ai được bế Minvina quá 10 phút. Marie Rock của LA Times từng viết: cô bé là ngôi sao trên tàu, những người phụ nữ tranh nhau rất gay gắt để được bế và vuốt ve thiên thần nhỏ, Mirror viết. Minvina không biết về câu chuyện kinh hoàng của tàu Titanic cho tới khi bà 8 tuổi. Mẹ tôi không nói về nó, thảm kịch xảy ra khi bà và bố tôi kết hôn 4 năm. Tôi không biết bất kỳ điều gì cho tới khi lên 8. Đó là lần đầu tôi nghe về Titanic, về người cha đã mất và về mọi thứ đã xảy ra, bà nói năm 2009. Trong một cuộc phỏng vấn với Irish Times, Minvina từng kể sau thảm kịch đắm tàu, mẹ bà ngày nào cũng đau đầu dữ dội. Hãng White Star Line trong nhiều năm phủ nhận mọi trách nhiệm đối với vụ đắm tàu Titanic, dù thảm kịch khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh không có tiền, không có tài sản và mất đi trụ cột. 4 năm sau vụ tai nạn, hãng mới chấp nhận chi trả tổng cộng 665.000 USD, tức 430 USD, tương đương 11.000 USD. Theo giá trị ngày nay, tiền đền bù cho mỗi nạn nhân thiệt mạng, Minvina và anh trai Bertram được ăn học từ tiền hỗ trợ từ quỹ cứu trợ Titanic, tổ chức từ thiện thành lập ở Anh để giúp đỡ những người sống sót, và học trường Rutgers ở Southampton. Minvina chưa từng kết hôn. Trong suốt Thế chiến II, bà Minvina làm việc trong văn phòng lập bản đồ của quân đội Anh. Sau chiến tranh, bà làm thư ký cho một văn phòng kỹ sư trong 20 năm. Đạo diễn James Cameron cùng hai ngôi sao của phim Titanic là Kate Winslet và Leonardo DiCaprio đã quyên góp 30.000 USD cho bà Minvina sau khi người bạn lâu năm của bà là Don Mulan kêu gọi họ làm điều đó. Minvina qua đời năm 2009 ở tuổi 97. Tro cốt của bà được rải ở bến tàu Southampton, nơi con tàu Titanic khởi hành chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng. Các bạn hãy cho kênh của mình một lượt đăng ký cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi kênh của mình ra video mới nhất nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp các bạn vào những bản tin kế tiếp.